Xin chào các bạn, hôm nay sẽ đang giới thiệu các bạn bộ lưới đất tô canh. Đấy, quà tặng từ Samsung, gốm sứ pastel, gốm sứ cao cấp của Đông Hoa màu pastel. Đấy, một cái lồi sứ dung tích 1400 ml, 2 bát tô và 4 bát con sắc màu. Ok, mình bóc ra cho xem nào nhá. Yeah, bóc ra. Ok rồi, đấy bộ sản phẩm đây gồm 2 bát tô các bạn, rất chi đẹp, lồng tô màu trắng bên ngoài. Đấy, bên ngoài là một bát là màu hồng. Đó, một bát là màu xanh các bạn nhé. Đó, 4 bát con. Rồi, 4 bát con 4 màu, màu khác nhau, màu hồng, à, cũng lòng trắng màu hồng này, bát này, màu xanh lá vàng, à, màu vàng và màu xanh biển. Bộ này của mình, à, và một cái lồi đất này không dùng được chế phép từ các bạn nhé, lồi đất vung màu xanh. Không dùng cho bếp từ đâu ạ, rồi là chỉ dùng trên các loại bếp điện, bếp hồng ngoại, à, như kiểu bếp điện thì phải có như bếp hồng ngoại, bếp ga, à, rất đẹp. Ok, đẹp chưa đấy, rất ok. Cảm ơn các bạn đã xem săn hàng rẻ.net.